Trước tiên thì lúc đầu khi Giang tới thì da Giang rất là yếu, khô và hơi bị sần sùi. Nhưng mà sau khi làm xong thì Giang cảm giác là da mình mềm hơn, cảm giác da mặt nhẹ hơn nữa. Rồi trong quá trình làm thì cảm giác rất là thư giãn và không hề bị đau. Thì Giang suy nghĩ là sẽ đến đây để phục hồi, thì chắc là có thể phục hồi thêm một lần nữa rồi để trị mụn bên này.